Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mây Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 16 tháng 2 năm 2022 nha anh em. Mình có lời dừng kiện của em Nhã để review với anh em là một số phô mai vàng và một số phô mai tứ quý nha anh em. Đặc biệt hôm nay em Nhã có lên cây gián thú thành phẩm ha, tứ quý đế lưu. Chung em Nhã lên hàng khá không nha anh em, phục vụ cho anh em mọi miền đó quá ha. Đó, cái mai vàng lục lực nè anh em, cũng như củ sứ ha. Tứ quý quá đẹp, mai vàng trực lắc nha anh em, cây quá đẹp ha. Tứ quý hàng khá nhiều ha, cục đế lưu này sổ 5 tắc mấy nè, 5 tắc ha. Ôi, cục đế lưu tú mặt hàng cho anh em lựa ha, thằng trực quay cảnh đẹp luôn, thằng lắc lòng dán đủ, quái dị gà na ha anh em. Rồi để mình hỏi gần kẽ em Nhã ha. Rồi Nhã ơi. Dạ. Em xin chào anh em gần xa ha, đang xem trên YouTube ha. Thì dạ, hôm nay em có quay lại giới thiệu cho anh em một số phô mai. Trong đó mai vàng, mai tứ quý và một cây mai vàng thành phẩm gián thú rất là đẹp ha. Rồi. Rồi mình nhắc lại cái số điện thoại luôn em ruột ơi. Để trao đổi mua bán. Rồi số điện thoại em xin nhắc lại là 0763 tứ quý 619 nha anh em. Dạ, số có Zalo. Rồi số điện thoại của em Nhã bổ sung góc trái màn hình chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát nha anh em. Bắt đầu cây số 1, hôm nay tứ quý ha. Lục lực để lưu. Đầu tiên em giới thiệu anh em là cây tứ quý đi. Đây, rồi. Tứ quý màu xanh lục lực ha. Quá đẹp. Đế lưu này đặt nha anh em. Này giờ phơm bông sai ha, tứ quý mà cái giọng bông sai này dáng quỳ dáng thú thì hiếm ha. Hiếm ha. Anh em nhìn cái củ nè, củ rất đẹp nha, củ này đặt hết ha. Quá rực rỡ. Rồi cho thông số luôn rồi coi, cây mã số 1 là phô mai tứ quý 4 mùa qua nở nha anh em. Đế này anh em lên chậu phô diễn nguyên cục đế cho mặt chậu luôn ha. Rồi. Quanh eo của nó là 39 nha anh em. Quanh eo là 39. Cục đế đặt của nó là 79. Cục đế đặt là 79 nha anh em. Cao tới đỉnh là 53. Cao tới đỉnh là 53. Rồi đế sổ cao là 25 nha anh em. Đế sổ cao 2 cắt 5 nha anh em. Rồi cây mã số 1 này giá sao em ruột ơi? Rồi, cây mã số 1 cây tứ quý ha, đầu tiên em giao lưu với anh em giá là 6 triệu 500 ngàn ha. Rồi cây mã số 1 giá 6 triệu rưỡi nha anh em, bao ship anh em mọi miền tổ quốc ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 2 nha anh em, mã số 2 cây mai vàng ha, cái này vô cây bonsai nha anh em, trượt lắc ha, rất đẹp. Rồi, quay quá đẹp nha anh em. Mã số 2 là cây mai vàng, đây cũng dáng dáng quỳ nha, để phô bonsai ha, quay lùn lực. Này đóng cây tử rất là duyên cây ha. Này là già cây lên xù do me hết nha anh. Có cái cành phóng quái vậy nè. Cây này anh em nhìn ngoài dữ lắm ha. Đế là chảy không có mặt nào hết ha. Này ngoài nhìn lực cây lắm nha anh. Rồi cho thông số luôn gọi coi. Mã số. Mã số 2. Hey. Rồi quả neo của nó là 52. Quả neo là 52 nha anh em. Cao tới đỉnh là 56. Cao tới đỉnh là 56. Rồi cái tổng bình đế của nó là 106 nha anh em. Tổng bình đế 1m06 nha anh em. Rồi cái mã số 2 này giá sao em gọi coi. Rồi cái mã số 2 này em giao lưu với anh em giá là 12 triệu 500 ngàn ha. Rồi cái mã số 2 dám nói là 12 triệu rưỡi nha anh em, bao ship anh em mọi miền tổ quốc ha. Rồi, tiếp theo mã số 3 nha anh em. Mã số 3 là cây mai vàng ha. Cây mai vàng thân lắc lông dáng nha anh em. Cây này rất lắc quá đẹp nha anh em. Đế đẹp ha. Tiếp theo là cây mai vàng này là dáng lông nha anh em. Cây này bộ đế quá gửi. Lông bộ đế này rất là đẹp nha. Bộ đế là chảy tứ diện. Này là lên xù hết nha anh em. Em nhìn mấy cái cốt tay cành là lên nứt xù hết. Là bảy nguyên bạch sầu ha. Cái áp phơi vậy em sầu ha. Này đúng dáng lông nha nè. Ờ, chi cành đóng đầy đủ cho anh em mình về ghép. Quá đẹp. Đây cái bạch sầu lên nè anh em thấy không? Lên cọm chảy nha nè.
Thằng nó lắc máy nhịp rất đẹp ha. Anh em mình nhìn ngoài lực cây lắm nha anh em. Đẩy sụn từ dưới dài lên hết luôn nha. Ok. Đuôi luôn luôn hết. Em nguyên bệnh sụn vậy nè. Rồi thôi, cái này có thẹo đó, có gì bảo cho anh em cái nha. Cái này em thẹo xưa chắc bị tét chi cành á. Ờ, nó xăm như nam, nó xăm đá ha. Đúng bình thường nó, ha. Nó là nhựa nó đã kéo vô bít hết rồi. Ờ, nó liền da luôn rồi. Không quan ngại ha. Không có thấy thịt nữa. Rồi. Rồi mình cho anh em cái thông số luôn gọi coi, cây mã số 3 là cây mai vàng nha anh em. Mã số 3 cây mai vàng. Quà neo cấp đó là 43 nha nè. Quà neo là 43 nha nè. Rồi cái bát cho em được. Ừ. Rồi cái dài là 60. Cái dài 60 nha anh em, lên chậu cái dài như cây 60 hoành nha anh em. Rồi, cao là 1,5 m nha nè. Cao 1,5 m ha. Tổng hoành đế của nó là 1,6 m ha. Tổng hoành đế 1,6 m, quá gực gỡ. Rồi cái mã số 3 này giá sao em gục ơi? Rồi cái mã số 3 mai vàng long dáng này giá là 19.500.000 nha anh em. Rồi cái mã số 3 giá 19.500.000, hỏi cho anh em ship mọi miền tổ quốc nha anh em. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 4 nha anh em. Mã số 4 cây mai vàng. Thăng trực quay cành đẹp nha anh em. Cây này già cây ha, xù nách nhiều nha anh em. Cây này anh em ghép thì gực gỡ luôn ha, chơi green thì cũng. Nói chung cây này thì nhanh chơi nha anh em. Thì mã số 4 là cây mai vàng chi cành nguyên green ha. Cây này nuôi bồn là khoảng chục năm nha anh em. Em nhìn cái cốt chi nó là biết rồi ha, không còn mặt hẹo mặt cắt gì hết. Già cây nó xù nu nhiều nha anh em. Cây già cây nó luôn ha. Tại chi cành này nó chung là hết là không có chống cái lỗ nào hết. Anh em xem bộ đế nè, bộ đế hơi 24 giờ nha anh em, bắt nào ra bắt nấy ha. Đế là cộng lực lực không ha, này là bự hơn 10 cùm tam nha anh. Ok. Chi cành này mình về ghép là thoải mái, chắc là năm nay chơi được rồi. Bao anh em thẹo là không một bọng gì hết anh em ha, không bao ha. Bích thẹo rồi. Cây nó già, nó ở trong nó bể sụ anh em thấy nhiều hết nè. Quá gực gỡ. Vô khoảng kính tàn nha anh em, để green cũng được ha, bông green cũng rất là đẹp ha, bông 7 cánh 9 cánh phát ha. Cây này cái nó là bản thân là bông green là 7 9 cánh vậy nè. Đó, anh em chơi green cũng được ha, mà chơi ghép thì cây này thì thôi anh em đóng bò vô một cái bò là thôi. Cây này anh em cho muốn một mùa một đủ ha. Rồi cho thông số luôn gồm cây mã số 4 cây mai vàng. Quà neo có đó là 54 nha anh em. Rồi em khảo khảo cái chiều ngang của nó là khoảng khoảng 92 ha. Rồi hảo chiều ngang là 92. Rồi cao là khoảng 1,5 m đi. Cao 1,5 m. Rồi cái mã số 4 này báo giá sao cho gực gỡ luôn gồ coi. Cây mã số 4 này mai vàng nè, em giao lưu với anh em giá là 32.500.000 ha. Rồi cây mã số 4 giá 32.500.000, bao ship anh em mọi miền tổ quốc nha anh em. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 5 nha anh em, mã số 5 cây mai vàng ha. Đế đặt nha anh em, thăng trực ha. Mã số 5 cây mai vàng, thăng trực đế đặt. Đây là số 5 là cây mai vàng cho nè. Này bộ đế này cũng khủng ha, cây nhỏ mà bộ đế nhìn anh em nhìn. Hết biết bộ đế ha. Đây là kẹo nha nè. Dạ cây lắm nha nè. Chung là cây này là bọng nguyên viên ha. Dạ cây sần sùi hết.
các bạn anh em nhìn các bạn bên đây ha. Mai quá gì cả. Rồi cho thông số luôn gỗ coi, mã số 5 là mai vàng. Rồi, quanh thân kim nó là 31. Quanh thân là 31 nha Nam. Rồi nội đế tổng là 1m2 nha Nam. Nội đế tổng 1m2. Cao tới đỉnh là 71. Cao tới đỉnh 71. Rồi cái mã số 5 này giá sao em gỗ coi. Cái mã số 5 này em giao lưu với anh em giá là 4 triệu 500 ngàn ha. Rồi cái mã số 5 giá 4 triệu rưỡi nha anh em, bao ship anh em mọi miền tới quá ha. Rồi, tiếp theo mã số 6 nha anh em. Mã số 6 cái mai vàng siêu phẩm quái dị cà nai nha anh em. Cái này nó một cây mà đưa anh em ơi, cái này sưu tầm nha anh em. Đó, tiếp theo ha, cây này quái nha anh em. Quái. Cây sưu tầm. Ở đây nó lặn cái này nè anh em thấy không? Ở đây nó tự nó bắt đầu nó lặn cái nó dặn ngược lại nha anh em. Cái này gắt quá. Lặn ngược qua đây, lặn ngược lên lên ha. Quá gực gỡ. Rồi cho thông số luôn gột coi. Cây mã số 6. Rồi đó hảo hảo đi. Hoàn thân là 16 nha nè. Rồi 16. Đúng rồi. Rồi cái bệ trên này là 69 ha. Cái bệ là 69 nha nè. Chiều dài là 30. Chiều dài là 30. Cao tới đỉnh là 34. Cao tới đỉnh là 34. Rồi cái mã số 6 này giá sao em gột ơi. Rồi cái mã số 6 quá gì cà na em cho luôn với anh em giá là 3 triệu 8 ha. Rồi cây mã số 6 giá 3 triệu 8. Bảo ship anh em mọi miền tổ quốc nha anh em. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 7 nha anh em. Mã số 7 là cây mai vàng. Cây mai vàng thân lắc ha. Đế đặt quay cành đẹp nha anh em. Cây này lắc quá đẹp. Đế anh em quay chậm chậm bộ đế nó rỡ. Đế nhìn bộ đế là đặc sệt hết nha. Kẹo hết nha anh em. Kẹo hết nha anh em. Cây nó già, da là răng răng da me hết rồi ha. Ok em gột. Này mồi quá đẹp. Bộ đế nè, em nhìn bộ đế. Tập tích bộ đế ha. Cây nó già, nó xù bộ đế trơn luôn vậy nè. Thằng nó lắc nhịp giữa quá đẹp ha. Lắc đảo đọt vô tâm lại nha anh em. Đấy đặc sản thiên gói mì luôn nha. Rồi cho thông số cây mã số 7 luôn. Quanh ngay dưới này là 37 nha nè. Quanh eo là 37. Cao tới đỉnh là 74. Cao tới đỉnh 74. Quanh đế tổng là 1m4 nha nè. Rồi đế đặt 1m4 nha nè. Rồi cây mã số 7 này giá xem gục ơi. Em giá là 7 triệu 300 ngàn ha. Rồi cái mã số 7 giá 7 triệu 300. Bao ship anh em mọi miền tổ quốc nha anh em. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 8 nha anh em. Mã số 8 là cái mai tứ quý một cốt ha. Quay cành đẹp nha anh em. Anh em so sánh cái cục để lưu với cái số B này nè. Cây này nhìn ngoài anh em mới thấy hết cây ha. Ở trong hình thì nó hơi gọn cục đế với ngoài. Anh em so sánh nè. Cục đế nó bự hơn số B nhiều nha anh em. Là anh em hình dung ha. Mình phô diễn cái cục đế này hơi gực gỡ luôn. Rồi. Số 8. Rồi, tiếp theo mã số 8 là cây tứ quý đế lưu nha nè. Nhìn bộ đế ha. Em ôm cái này là. Đó, em nhả ôm cô đế này nè. Không giáp nó luôn ha. Ừ. Đế tứ quý mà anh em chơi nó sổ như vậy nè, sổ nó 4 5 tấc gì nè mới đã vậy nè. Đế sổ này mà ôm cái thân là một cốt và chi cành ốc gì đó là phê nha nè. Phê ha. Quá gực gỡ. Cây lớn là gực gỡ ha. Chi cành này nay mình lên chậu mình ghép là bắt tạng nha, cây tạng lớn nha. Để thêm cục đế này nữa là tách tạng nha. Cây này anh em nào có mệnh nuôi mà đã cho Tết cho thuê đó. Cái phơm này nó ra cái phơm lớn vậy nè. Tại nó tông nó hơi cao á, nó ra phơm lớn ha. Anh em cho ghép đồ rực rỡ ha. Đó. Nó được cái phơm lớn anh em ghép á. Cái này nó nằm trong cái cặp da bò hồi xưa nha anh em, đập ra nè. Đây. Đập ra còn dính nguyên cái cặp luôn nè. Ok. Và nó nằm lúc cái cặp lên tới trên cái miếng rễ này ha, là đập xuống là dưới còn dính được miếng. Ủa. Cây lũ cây hũ cây xưa đó nha anh em.
Vậy cái cạp này hồi xưa mà thầy này là đồ cổ là còn giá trị hơn cái cây nữa. Ừ. Ở cái mặt đó nó hơi trống chút xíu mà nó có cọng ghế lót ở trong bự lắm nha nè, mà không có môi ha, môi nó hơi xấu nha nè. Đây là cũng lót đều hết. Lót đều hết. Lót bên trong. Đây nè, anh em thấy cái khoảng cách của nó là nó không có nhiều hết trơn nha nè. Đây anh em nhìn cái mặt kia nó dạo quá rồi, nhìn lại cái mặt này thấy nó đúng vậy rồi, chứ. Cũng có ha. Mình thích thì mình mo ra thêm cũng được. Ờ, ok. Rồi, cho anh em thông số luôn nhỉ ơi. Rồi. Quanh eo của nó là 43 nha anh em. Quanh eo là 43. Cục đế lưu đặt là 1m1 ha. Cái lưu 1m1 nha anh em. Cao sổ đế là 30. Cao sổ đế là 30. Cao tới đỉnh là 1,5m nha anh em. Rồi, cái mã số 8, cái mã tứ quý đế lưu này giá sao em gục ơi. Rồi. Cây mã số 8 cây tứ quý ha. Đế lưu, em giao với anh em, giao lưu với anh em giá là 22 triệu bao ship ha. Rồi, cây mã số 8, cái mã tứ quý đế lưu giá 22 triệu nha anh em, bao ship anh em mọi miền Tây Quốc ha. Rồi, gõ em gục ơi. Rồi, tiếp theo mã số 9 nha anh em, mã số 9 phải mai tứ quý ha. Ồ, cái này nhỏ mà gắt thế anh em, được thằng bén quá nha. Tứ quý không em? Cây số 9 là cây tứ quý. Dạ. Ừ. Cây tứ quý này bonsai nhỏ gọn ha. Cây để bài khá đẹp nha anh em. Một mấy người bơi? Em một người bơi tới bơi lui được ha. Ồ, gỡ thế. Rồi mình vô cỡ để nó đặt kẹo nha anh em. Cái cây này anh em ép chậu càng nhỏ càng đẹp ha. Cục đế đặt ha, đây đặt. Rồi, cho anh em thông số luôn em gục coi. Rồi, quanh eo của nó là 29 nha anh. Quanh eo là 29. Cao tới đỉnh là 43. Cao tới đỉnh là 43. Rồi. Cục đế đặt là 66 nha anh. Cục đế đặt là 66 nha anh em. Rồi cái mã số 9 này giá sao em gục ơi. Rồi, cái tôi quý mã số 9 ha. Giao lưu với anh em giá là 2 triệu 700 ngàn nha anh. Rồi cây mã số 9 giá 2 triệu 7 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền Tây Quốc ha. Rồi gõ em gục ơi. Rồi tiếp theo mã số 10 nha anh em. Mã số 10 là phô mai tứ quý ha. Cây bonsai lùng lực nha anh em. À. Rồi tiếp theo số 10 cũng là cây tứ quý ha. Đó, hàng lùng lực bonsai nha. Cây này anh em ghép màu đầy lắm nha anh em. Đó, anh em. Cục đế đặt nha. Phơm giờ tứ quý phơm lộn lộn nãy giờ cũng là khách chủ lắm nha nè. Tứ quý mình ghép nó mạnh ha, để bàn rồi tết để bàn bông rồi đẹp ha. Quá đẹp ha. Rồi cho anh em có thông số luôn rồi coi. Cây mã số 10 cũng là phô mai tứ quý 4 mùa qua nở nha anh em. Anh em về chuộng hàng gọn gọn lắm. Quanh eo của nó là 33 ha. Quanh eo là 33. Cao tới đỉnh là 39. Cao tới đỉnh là 39. Rồi tổng hoành đế của nó là 88. Tổng hoành đế là 88 nha anh em. Rồi cây mã số 10 này giá sao em gục ơi. Rồi cây mã số 10 này em giao lưu với anh em giá là 4 triệu 300 ngàn ha. Rồi cây mã số 10 giá 4 triệu 3 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền Tây Quốc ha. Rồi gõ em gục ơi. Rồi tiếp theo mã số 11. Mã số 11 cái mai vàng. Cái bonsai lùng lực để lưu nha anh em. Ê sorry anh em, cây mã số 11 hôm nay tứ quý nha anh em. Để đặt lùng lực để quá đẹp nha nè. Theo cục tứ quý nè, mã số 1 ha. Còn bồn sai ha, có cây tử này đeo rất viên nha nè. Nào. Đấy là đặc sản hết ha. Anh em nhìn đấy sẵn. Quá đẹp nha nè, cô đế nè. Sai ha, bơm này gọn gọn dễ chơi nha anh. Ok. Rồi, mình cho anh em thông số luôn gục coi. Cái mã số 11 là hôm nay tứ quý nha anh. Cho thông số thì em cũng sẵn đây nó luôn ha. Đây có cái thẻ da hồi xưa ha. Giờ nó sạch. Nói chung anh em cái cây tứ quý mà mấy cái này là nó không có gì anh em chơi chuyên thì hiểu ha, không có gì chứ nha anh. Không đáng ngại ha. Không có đáng ngại nha. Nó là tứ quý. Tứ quý nó ít có bãi lắm nha anh. Nó vậy nó đứng gì hoài ha, là nó kéo từ từ lại. Anh em cho gõ ha. Ừ. Không khỏi tới thôi luôn. Ok.
Rồi hoành thân là 35 nha anh em. Hoành eo là 35. Rồi. À, nồi đế đặt là 108. Nồi đế đặt 1m8 nha anh em. Cao tới đỉnh là 43. Cao tới đỉnh là 43. Rồi cái mã số 11 này giá sao em gột ơi. Rồi mã số 11 tứ quý em trao lưu anh em giá là 4.500.000 nha. Rồi cái mã số 11 cái mã tứ quý giá em nói là 4.500.000, bao ship anh em mọi miền tới quắc nha anh em. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 12 nha anh em. Mã số 12 phô mai tứ quý 4 mùa qua nợ ha. Cái này cái củ quá đẹp nha anh em. Rồi quay vòng đem gỗ. Củ ha. Củ rất gỡ ha. Rồi tiếp theo mã số 12 là cây tứ quý ha. Cây chi cành trực nha, trực chi cành đóng tứ diện nha anh em. Ok, cây này anh em ghép thì thầy vừa nhập cái này vô ghép thì nhanh nha anh em. Cây này ghép vô lan rồi. Hỏi nó nha. Lực cây ha, có cái củ, cái bát củ phô diễn như mặt chậu, đẹp. Quá chạy cái củ nha nè. Củ này nè. Củ bỏ gói gói không ha, nó quặn quặn đặt sẵn ở trong ha. Cây nhìn ngoài cái củ rất là lực nha, tại vì hình sợ nhìn nó không mặn ha. Rồi cho anh em cái thông số luôn em gục ơi, cái mã số 12 nha anh em. Rồi quần eo em đó là 47 nha anh em. Quần eo là 47 nha anh em. Cái cũ đặt là 65. Cao tới đỉnh là 1m2 nha anh em. Cao tới đỉnh 1m2 nha anh em. Rồi cái mã số 12, cái mai tứ quý. Rồi, cái mai tứ quý mã số 12 nè, em giao lưu với anh em giá là 18 triệu ha. Rồi cái mã số 12 giá 18 triệu nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tới quắc ha. Quá gực gỡ. Rồi gõ em gục ơi. Tiếp theo mã số 13 nha anh em, mã số 13 cây mai vàng, cây bonsai lùng lực ha anh em, đế cũ như cũ xứ ha. Nè anh em so sánh cái cũ đế nó như cái sô bê với cái thằng cây nè anh em. Đó sô bê là không thấm ha. Nên anh em không kiêng mà hơi nhìn qua hình đó anh em so sánh là anh em biết cái độ bự nó ngoài dữ dằn nữa nha. Rồi được rồi em, như được rồi. Rồi tiếp theo là phôi mai vàng cuối nha anh em. Đây mã số 13 ha. Phôi mai vàng lùng lực cây này chuẩn con bonsai nha anh em. Củ nè, mình nói chung mà nhìn cái củ là mai vàng, mà nhìn cái củ đế này ha, như chế bí ha. Bỏ gói 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 nha. Quá gực gỡ. Chung mà đế không chống mặt nào hết. Bỏ gói quặn 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 đều hết rồi. Mặt này mặt tiền là cái bộ cục đế với mặt tiền này là đâu dư xài nha anh em. Đâu chụp cái quá gực gỡ ha. Rồi cho anh em thông số luôn gục coi, cái mã số 13 cái mai vàng. Quần eo là 50. Rồi cái bát cậy luôn em. Bát cậy cái. Anh em hình dung nó giả lên chậu anh em như hả? Nè. Rồi cái dài của nó là 68 ha. Cái dài 68 nha anh em, lên chậu cái bát 68 quần nha anh em. Nó giả ha. Rồi củ đế đặt của nó là 125. Củ đế đặt 1m25 nha anh em. Cao tới đỉnh là 82 ha. Cao tới đỉnh là 82. Rồi cái mã số 13 này giá sao em gục ơi. Rồi cây mai vàng mã số 13 ha. Anh em giao lưu với anh em giá là 29.500.000. Rồi cây mã số 13 với 29.500. Bao ship anh em mọi miền tổ quốc nha anh em. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 14 nha anh em. Mã số 14 là phô mai dáng thú mình dài thành phẩm nha anh em. Thằng nó lắc 3D luôn ha. Nè anh em theo camera em thôi cây cái đường thằng nó lắc này nha anh em. Mình nó dài mà lắc ha.
Thế anh em về chỉ cây này dĩ chơi, sang năm là mình chơi gật gỡ thôi nha anh em. Anh em tưới nước rồi mình chơi hết ra hết số luôn ha. Rồi, theo cây cuối cùng là em giới thiệu cho anh em mình là cây bay vàng gián thú ha. Cây này đặc biệt bông của nó là 5, 7, 9 cánh dương. Đúng rồi, cây này bao anh em ha, tại vì bên vườn em là em biết, em bao chắc ăn với anh em ha. Bông bao anh em là 5, 7, 9 cánh khích nha anh em, là nó đẹp rồi nha anh em. Nói về cây ghiên là cây gì là đẹp ha. Nhưng mà mới vừa hôm Tết là em đã thấy bông ha. Đúng rồi, đây là bông gì chở nha. Cây thành phẩm, cây này chủ nhà nuôi rất là lâu rồi nha anh em. Nè anh em, hai cái đường thân nó lắc này nè, như dạng xương nè. Dạng xương là thân, cái thân đó là 3D ha. Đúng rồi, dạng xương, cốt xương đó là bằng nửa cầm tay em ha. Thân là gọng lắc 3D, cây gián thú mà được cái mình dài thân như vậy là rất là đẹp nha anh em. Đứng chừng nữa gật gỡ tàn tròn quay nha nè, cái đuôi như đuôi con còng nha anh em, so sánh nè anh em coi nè. Như cái đuôi con còng nó xè vậy nè, bự ha. Hồi nhã mình có thể mình lắc cái không, anh quay cái kia nó được em. Rồi em quay cái vòng mặt phía sau cho anh em mình xem ha. Đúng rồi, rồi vậy rồi, đi rồi em rồi. Anh em ơi, anh em đây cái đường thân nó gõ nè nè, anh em coi nè. Đó. Đó. Lên tới luôn nha. Anh em về anh em là nuôi là chơi ha. Nhà phơm gọng gọng giúp mà chân Tết chân mấy cây này thì thôi, tài lộc đầy đủ nha anh em. Cây này nói chung cũng có mấy cái mặt thẹo nha anh em. Cái này là thẹo mặt cắt chi cạnh ha, không sao hết. Rồi, mấy cái thẹo xăm đá vậy nè, nè, có nghĩa là nó không có đi lỏng vô ha. Mà cắt là cứu phép. Đây nè, anh show cho anh em xem ha. Có gì em báo vậy nè. Dưới lưng cũng có cái thẹo xăm luôn ha. Xăm đá nha. Xăm đá là anh em không có sợ vấn đề nó bị bể vô ha. Thú mà thân này, cái thân này dài mà cái mình lắp 3D ha, đừng là không có đi đâu mà kiếm được nha. Ok. Hàng sưu tầm rồi. Rồi. Mình cho anh em thông số luôn em gọt ơi. Nó qua nó lại hoài cũng vậy à. Rồi. Qua anh em nói là 31 nha nè. Quần eo là 31 nha anh em. Chiều dài mình thú là 47 ha. Chiều dài mình thú là 47. Rồi tính là em coi hào hảo cái tạng ha, chung là cũng không chính xác lắm. Rồi cái chiều dài tính tới cái đuôi là khoảng 1m82 nha anh em. Rồi chiều dài tính tới cái đuôi là 1m82. Rồi cao là khoảng 1m5 đi. Cao 1m5 ha. 1m5 tới 1m6. Ok. Rồi. Cây mã. Cây mã số 14 của mai vàng gián thú thành phẩm này giá sao em gọt ơi? Rồi cây mã số 14 ha, cây gián thú này em giao luôn với anh em giá là 33.500.000 bao ship 200 km nha anh. Rồi cây mã số 14 cây mai vàng gián thú giá 33.500 bao ship anh em, bán kính là 200 km, ngoài 200 km mình thỏa thuận về cái mức phí ship để về vấn đề xe cộ như anh em, nói chung bán anh em hết. Thành phẩm nên em chỉ bao ship được 200 km thôi. Rồi nếu ngoài 200 km anh em mình thỏa thuận mức phí ship đây ha. Dạ đúng rồi. Rồi gọi anh em. Cây số 14 là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nào yêu thích cái nào liên hệ tiếp với Nhã là số 0763 9619 nha anh em. Anh em nào yêu quý thì bấm cho mình đăng ký kênh để con được sẵn cây đi hình phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.